Ngôi Đà, Ngọc Ánh xin kính chào các bạn đang đến thăm kênh của Ngọc Ánh, kênh Your Real Estate USA, chia sẻ những kinh nghiệm về bất động sản tại Mỹ và nghề môi giới bất động sản. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn những chi tiết mình đã thu thập được từ sau khi đã trò chuyện với một vài bạn của mình ở Việt Nam đang làm bất động sản. Thì vấn đề ngày hôm nay là hiện nay mua đất tại Việt Nam rất là nguy hiểm, phải cẩn thận đấy nhé. Mấy anh bạn đó nói cho mình biết là bây giờ chuyện bán đất ở Việt Nam là đang bị đứng lại và có thể là bị quá giá. Là nếu mua bây giờ là có thể là phải ôm tiền lại không bán được. Anh có giải nghĩa cho mình nghe là như vậy. Cách đây 2-3 năm thì đất còn rẻ, đất ở phía ngoại thành thì rẻ, phải đi xa về Bình Dương, về Bến Tre thì nó còn rẻ. Thì những người nào mà có chút xíu tiền dưới 1 tỷ đồng Việt Nam thì cũng có thể mua được miếng đất nhỏ nhỏ rồi bán qua bán lại. Và những cái đất nền mà ở ngoại ô thì là những nhà khai thác bất động sản, họ mua, họ lập nền, họ bán, người khác mua đi, bán lại, trao tay qua lại cho dân, giá nó lên kinh khủng. nhưng mà thật ra là không phải là người mua thật, đó là chỉ những người đầu tư mua đi rồi bán lại, mua đi bán lại, cho nên những người vô sau này thì ôm tiền. Thì mấy anh chị đã là nên là bây giờ phải cẩn thận, đừng có đầu tư nhà đất, đầu tư đất bây giờ. Bây giờ là cái mà đỡ nguy hiểm hơn, đỡ khỏi bị mất tiền hơn là đầu tư về nhà đã có cất sẵn. Thì nhà cất sẵn thì nó đã cất sẵn, nó có giá rồi, có người ở, có khu ở rồi, thì nó không có bị cái tình cảnh mà có những nhiều khu mà thành lập bán đất nền hoặc là bán nhà rồi mà không có người ở, bán nhà mới tới hồi mà đương nhà mới đương cất nữa chừng thì có nhiều vấn đề. Thì nhà đầu tư nhà mà cất nhà họ bỏ đi, họ không tiếp tục cất nữa, thì thành là có khu trống, có nhiều khu là có những ngôi nhà biệt thự mà để trống không ai mua hết các bạn. Thì người nào mà bỏ tiền đặt cọc trước là cũng có vấn đề không. Rồi còn nhà đất nền cũng vậy, có nhiều nhà đầu tư họ mua đất rồi họ chia nền rồi họ bán, thì mới đầu là bán giá phải chăng, bây giờ thì bán cái miếng đất này 1 tỷ là bây giờ đòi là cũng 3-4 tỷ. Thì là cái người mà bán người mà mua, người mà bán được cái 2-3 tỷ thì người đó lời nhiều, người vô sao mà mua 2-3 tỷ là giờ phải ôm tiền mà không biết ôm tới chừng nào thì không có biết. Vấn đề thứ hai là mua nhà chung cư ở Việt Nam, thì các anh chị bất động sản Việt Nam cho mình biết nhà chung cư ở Việt Nam thì thường là chủ họ làm chủ luôn cả một cái miếng đất để cất chung cư. Khi người mua chung cư là chỉ mua được cái căn phòng phía trên thôi để ở thôi, chứ không phải là chủ của miếng đất. Rồi mua một thời gian sau đó thì nếu mà có vấn đề gì đó thì là cái người mua đó họ sẽ mất hết tiền, tại chủ miếng đất lấy lại nhà, lấy lại hết tiền theo hợp đồng. Thì mình nghĩ là nếu mà mua nhà để mình ở lâu dài, mua nhà mình chỉ ở được cái nhà, còn miếng đất không, mình không làm chủ, rồi đến sau này người ta lấy đến, thường là cái người nó cất nhà nó thuê miếng đất là 100 năm, rồi cất nhà lên chung cư, thì mình mua vô tới hồi cái hạn 100 năm của chung cư là phải trả cả nhà cả đất cho chủ. Ở Mỹ thì hồi xưa cũng vậy ha, nhưng mà sau này chính phủ thấy cái người thiệt hại cho người mua, chính phủ cấm, nhất là Florida và không có cái nhà đó, kêu là land lease, tức là người xây dựng nó mướn một miếng đất 100 năm cho của cái người chủ rồi nó cất lên, thì đợi hết 100 năm là phải cả giao cả nhà cả đất cho chủ, tức là những người làm chung cư sẽ bị đuổi ra thì Mỹ thì nó không cho nữa, nó bắt người xây dựng phải mua lại miếng đất của chủ đó rồi mới cất nhà chung cư rồi mới được bán, tức là người mua phải vừa chủ căn nhà vừa chủ luôn mảnh đất trên căn nhà xây dựng đó, rồi chung quanh cái chỗ đậu xe, chỗ chung quanh những gì miếng đất nào mà chỗ hồ tắm này kia là cùng chung những người trong chung cư làm chủ. Chỉ có vấn đề thành ra bạn mua nhà ở chung cư thì nào phải cẩn thận, bạn phải coi xét cho kỹ
là cái nhà đó là có phải trên cái đất mà cho mướn 100 năm, 150, 150 năm, cái đó phải coi cái hợp đồng cho nó kỹ. Nếu mà như vậy là nếu mà có nhà chỉ có hợp đồng 100 năm, ví dụ hạn vậy, thì là bà không phải là người chủ của căn nhà, bà chỉ là thuê mướn cái phòng đó của người chủ đất thôi. Rồi bạn mình ở bất động sản có nói cho mình biết là bây giờ những đất ở chung quanh thành phố Hồ Chí Minh như là Củ Chi, Bình Dương, căn nhà đất rất cao giá. Tại sao? Tại vì nhiều người ngoại quốc vào Việt Nam mua nhà trong thành phố, người ta rất phần đông là người Trung Hoa và người và những người Việt kiều ở hải ngoại, họ mua để họ về gì, họ dần nghỉ về hưu, hoặc là họ nghe là người ta nói là mua thì có lời lắm thì họ ào tới họ mua. Khi mà họ mua thì đất trong thành phố lên giá, đất lên giá thì những người trong thành phố họ bán ở nhà ở thành phố được nhiều tiền, thì họ đi về phía khá xa ngoài ô xa để họ mua, thì đất nó còn rẻ thì họ mua đất, nhà đất còn rẻ họ mua để họ cất nhà, họ mua để họ mua nhà thì nhà lên giá. Cho nên là những đất ở ngoại ô bây giờ, những cái vùng mà những đất nền tư, những đất này như là một cái đất, miếng đất nền mà nó trong cái khu mà đã có dân ở này kia rồi, mà một hai miếng thì cái miếng đó, miếng đó là giá cao, hay là nhà giá cao họ mua rồi sửa chỉnh sửa ở, rồi nghe nói là xe lộ xa lộ sẽ đi thông qua, sẽ bỏ xa lộ to lắm, thông qua giờ thông qua Củ Chi, thành ra đất có gần những cái chỗ mà xa lộ sẽ đi qua thì là nó lên giá, tại vì là họ nghĩ là thế nào thì làm thế nào để mà những cái miếng đất, những cái nhà mà gần xa lộ sau này có thể mở khu thương mại. Thành ra giờ nhà đất mình biết là nghe tao nói đất là Củ Chi bây giờ lên giá lắm. Đó là những tin tức mình đã thâu nhập lại được từ những cái bạn ở Việt Nam. Vậy còn mình có hỏi về chuyện người Việt kiều có được mua nhà không ở Việt Nam không, thì là có hai câu trả lời của hai người khác nhau. Người thì nói là mua được, đứng tên được, còn một người thì nói là mình chỉ đứng tên được khi có hai điều kiện. Một là đã có dự án giấy tờ trở về Việt Nam để về hưu, thì có giấy tờ thì là cũng như là trở về nước á, thì là được mua. Hoặc là phải có quốc tịch Việt Nam, tức là có quốc tịch Mỹ rồi hay có quốc tịch Việt Nam, thì là nó cũng có nhiều vấn đề cho những anh chị em nào mà di cư trước 1975, tại vì cái hộ chiếu của năm 1975 trước đó thì nó khác, nó không có được chính phủ Việt Nam chấp nhận. Còn bây giờ họ đã bỏ bán nhà bỏ đi từ hồi năm 1975 rồi không có được cái hộ chiếu tại Việt Nam, thì là tức là không, giờ cũng vấn đề không biết mình có được cái quốc tịch Việt Nam mình còn không. Thì đó là trước khi mua nhà Việt Nam phải tới tòa lãnh sự Việt Nam hỏi qua, bây giờ mình đã vô dân Mỹ rồi mà mình trước năm 75 là cái hộ chiếu Việt Nam, cái hộ chiếu là cái là chứng minh nhân dân hay là hộ khẩu nó hồi xưa có được chấp thuận theo bây giờ không, hoặc bây giờ phải lập lại hộ khẩu ở Việt Nam, mà lập hộ khẩu phải lập làm sao. Thì đó là vấn đề, đó nó có nhiều chi tiết, thì mua nhà Việt Nam là hỏi cho kỹ ha. Đó là những tin tức mà mình được cập nhật được ở Việt Nam. Còn vấn đề mà còn có một vấn đề khác nữa là nếu mà người đang được an sinh xã hội và được bảo hiểm y tế không tiền tại Mỹ, mà nếu mà mua nhà ở Việt Nam thì có thể là mất cái quyền hạn an sinh xã hội và quyền hạn y tế. An sinh xã hội là những người già, thì người già mà không có thu nhập, trong gia sản chỉ có 2.000 đô, chính phủ Mỹ cho một năm một tháng bây giờ là gần 770 đồng để sinh sống, rồi còn cho food stamp chừng 150-200 đồng để sinh sống, cộng thêm là được bảo hiểm y tế, không có tốn tiền, không phải trả tiền nữa. Nhưng mà nó cái điều kiện của họ là cái gia sản là phải dưới 2.000 đô. Thì gia sản thì họ không tính cái nhà mà người già có ở tại Mỹ, tới nhà đang ở thì nó không có tính, cái xe đang chạy thì nó không tính là gia sản. Nhưng mà nếu mà người già có nhà Việt Nam hoặc là mua nhà Việt Nam thì sẽ bị quá cái giới hạn 2.000 đô thì có thể là bị mất cái an sinh xã hội. Mình nói tại sao mà Mỹ ở đây mà nó biết mình mua nhà Việt Nam, mình không biết, bây giờ có nhiều người bị lắm á, nhiều người bị phát giác ra.
nhất người mà đi qua đây mà không khai á, nó mà không có nhà Việt Nam mà không khai đó thì là có thể là sau này thi quốc tịch nó không cho thi quốc tịch, nó phạt, tức là tất cả gia sản ở Việt Nam là phải khai ra khi thi vào nước Mỹ. Bây giờ nếu mình khai mình không có tiền rồi mình chạy qua đi mua nhà Việt Nam cả triệu thì là có vấn đề, mà bây giờ mình làm như Mỹ Việt Nam nó có mạng liên kết xong nó biết. Các bạn mua cẩn thận điều đó. Hôm nay sáng nay là mình bàn chuyện chút xíu về chuyện nhà cửa Việt Nam. Kính chào các bạn. Bye.